Cọc Phước được mời diễn kịch khi livestream bán đồ sida, đoạt cả quán quân game show hài đình đám. Ngọc Phước là nữ diễn viên hài chiến thắng cuộc thi Cười Xuyên Việt năm 2020. Trước đó, cô nàng đã từng biết đến trên mạng xã hội và dần là gương mặt quen thuộc trong series hài của các diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Lập, BB Trần, Duy Khánh. Đến với nghệ thuật bằng một sự tình cờ, bởi lẽ trước khi bắt đầu nghiệp diễn, Ngọc Phước là một nhân viên văn phòng, một cô giáo dạy thêm tiếng Anh. Tuy hai con đường khác xa nhau, song với niềm đam mê quá lớn dành cho sân khấu, Ngọc Phước mới thực sự bước đi nghiêm túc trên con đường nghệ thuật. Đến với nghề diễn nhờ duyên bán hàng online. Từ nhỏ, diễn viên đã là nghề mà Ngọc Phước yêu thích. Thế nhưng đến khi chọn trường đại học, Ngọc Phước lại lẽ sang hướng khác vì không đủ điều kiện theo đuổi đam mê. Mang trong mình niềm đam mê diễn xuất nhưng cô chưa từng học qua bất kỳ lớp trường chính quy nào. Kinh nghiệm diễn xuất mà cô có được là nhờ sự nỗ lực học hỏi từ các cô chú, anh chị trong nghề. Cách đây 5 năm, sau khi chọc cười được hai giám khảo là Trấn Thành và Trường Giang, Ngọc Phước cùng người bạn của mình mang về giải thưởng 10 triệu đồng. Lý do khiến Như Ngọc kéo cô bạn đi thi chung năm đó là bởi từ khi còn học đại học, Ngọc Phước đã là thành viên mẫn cán trong câu lạc bộ hài kịch của trường. Tại mùa thi năm 2016, cô còn được MC Trấn Thành nhận xét có nét diễn tự nhiên và khuyên cô nên đi theo con đường diễn viên hài. Khi được nam diễn viên bố già đặt câu hỏi là có nghĩa sẽ theo con đường diễn hài không, thì Ngọc Phước lắc đầu và khẳng định chắc nịch rằng không hề có ý nghĩ đó. Sau thách thức danh hài, Ngọc Phước tiếp tục làm giáo viên dạy tiếng Anh cho người Hàn, người Nhật. Công việc không thực sự thú vị với Ngọc Phước nhưng mức lương rất ổn định. Dù không làm diễn viên hài nhưng nét duyên dáng, hài hước đã ăn sâu trong con người Ngọc Phước. Cô làm gì cũng gây cười, kể cả gì dạy. Nữ diễn viên kể trong một lần diễn kịch ở sân khấu của trường thì được Võ Tấn Phát ngỏ ý mời làm trợ diễn thi Cười Xuyên Việt năm 2017. Sau một thời gian loay hoay với công việc văn phòng, Ngọc Phước bị stress và cảm thấy ngọn lửa đam mê với nghệ thuật chưa đủ lớn. Ngay lúc đó, diễn viên Võ Đăng Khoa đã gọi điện mời cô tham gia dự án của mình. Kể từ sau khoảnh khắc đó, Ngọc Phước quyết định dừng lại mọi công việc, theo đuổi nghề một cách nghiêm túc. Và rồi sau 5 năm, khi tham gia chương trình Cười Xuyên Việt, cô đánh bại các đối thủ giành hạng vị trí số 1. Có lẽ đây là nghề chọn người thật. Ngọc Phước chia sẻ thêm, thành công mà cô có được một phần là nhờ những clip livestream bán quần áo sida với phong cách cục súc, chẳng giống ai. Trên livestream, cô nàng liên tục gây cười cho khán giả khi tiếp thị quần áo vô cùng cục súc, bán hàng như không cần khách. Nhờ những đoạn cắt từ clip bán hàng được cộng đồng mạng chia sẻ trở thành viral mà Ngọc Phước được nhiều người biết đến và đặc biệt đã tạo ấn tượng với giám đốc nghệ thuật của sân khấu Thế Giới Trẻ. Cũng nhờ đó mà khi đến với Cười Xuyên Việt, Ngọc Phước có lợi thế hơn nhờ độ nhận diện với khán giả trên mạng xã hội trước đó. Thay vì đi con đường chính thống để có được một vai diễn tại sân khấu, thì Ngọc Phước lại quyết định chọn đi đường vòng nhằm chứng minh năng lực của mình. Không được gia đình ủng hộ và khoảnh khắc đăng quang xúc động. Ngọc Phước từng chia sẻ rằng không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi đi thi Cười Xuyên Việt. Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc, sáng tạo cùng cái duyên lạc của mình, Ngọc Phước từng bước chinh phục các vòng thi và xuất sắc đạt giải quán quân Cười Xuyên Việt với số điểm tuyệt đối. Trong đêm chung kết, Ngọc Phước tận dụng lợi thế ngoại ngữ để chiến thắng đối thủ. Theo nhiều khán giả nhận xét, Ngọc Phước có miếng hài thông minh như Huỳnh Lập và khả năng ăn nói lưu loát của Lê Dương Bảo Lâm. Điều này được cô thể hiện khá rõ trong tác phẩm Hạ Cánh Nơi Đâu. Trong phần thi này, nữ diễn viên đã nỗ lực giảm 5kg trong thời gian ngắn để đóng vai tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó, cô vận dụng khả năng ngoại ngữ, nói cả tiếng Anh và tiếng Thái, mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước. Ngay giây phút đăng quang, điều mà nữ diễn viên mong mỏi nhất là một cuộc điện thoại chúc mừng từ ông nội. Điều đó nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại không bao giờ xảy ra vì ông nội của Ngọc Phước đã mất cách đây 4 năm. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa thể chấp nhận và đối diện với sự thật này. Ngay từ nhỏ, tôi ở cùng ông nội. Ông nội đánh trống chầu đình thần ở dưới quê. Những dịp lễ hội sẽ có những đoàn cải lương về biểu diễn. Tôi còn nhớ, mỗi lần như vậy, tôi thường nấp dưới cái trống trong những cái đầu lân và nhìn ra sân khấu. Những lúc thế, tôi cảm giác bản thân nên thuộc về chỗ đó, Ngọc Phước tâm sự. Nhắc về ông nội, Ngọc Phước bật khóc nghẹn ngào chia sẻ. Tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với chuyện này. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không chấp nhận việc ông nội đã ra đi. Tôi không muốn chuyện đó tồn tại trong cuộc đời tôi. Đối với mỗi gia đình, đa số các bậc phụ huynh mong muốn con mình tương lai sẽ xinh đẹp, giàu có. Nhưng đối với ông nội, ông chỉ mong tôi sau này được bình an, mọi điều may mắn vì từ nhỏ tôi đã không có quá nhiều sự may mắn như những đứa trẻ khác. Ngoài những lúc diễn hài với nhiều tạo hình là đời, lầy lội khác nhau, Ngọc Phước là một cô gái khá dễ thương và nữ tính. Tuy có ngoại hình nhỏ bé nhưng vóc dáng khá đẹp, Ngọc Phước còn rất thích chụp hình. Cô nàng có không ít các bức ảnh nghệ thuật, đôi khi là dịu dàng, khi thì cá tính, năng động, sexy. Trong tương lai, với ngôi vị quán quân này cộng thêm tài năng, sự duyên dáng vốn có của bản thân, Ngọc Phước hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố mới vô cùng thành công của làng hài Việt Nam.